Kính chào quý vị và các bạn. Đã bước sang 10 ngày cuối tháng 11, không khí lạnh thường hoạt động với tần suất nhiều hơn, cường độ mạnh hơn và cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong đêm qua sáng nay, các tỉnh miền Bắc đã chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc có cường độ khá mạnh. Đêm nay trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức là 14 đến 17 độ, vùng núi 10 đến 13 độ, vùng núi cao như Sapa, Lào Cai hay Mẫu Sơn, Lạng Sơn dưới 8 độ. Vào ban ngày, trời âm u nhiều mây, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở ngưỡng 18 đến 20 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông nên có mưa diện rộng, trong đó trọng tâm mưa lớn là các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa với tổng lượng mưa cả đợt là từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan do mưa lớn kéo dài gây ra. Còn về tình hình nhiệt độ giảm sâu nhất là ở các tỉnh Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ từ 18 đến 21 độ. Các tỉnh Trung Trung Bộ nhiệt độ trong khoảng là 23 đến 26 độ. Còn các tỉnh Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Với Tây Nguyên, thời tiết ít mưa, nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 27 đến 30 độ. Còn tại Nam Bộ, do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh xích đạo nên có mưa rào và dông tập trung vào chiều tối. Trong mưa dông cần đề phòng với gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai tại đây từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên toàn biển Đông bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió đông bắc với cường độ mạnh, đặc biệt là Bắc Biển Đông mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Ngoài ra, mưa rào và dông diễn ra nhiều nơi ở khu vực giữa và Nam Biển Đông khiến tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ tố lốc trong cơn dông không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, riêng từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 19 đến 22 độ, phía Nam từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Sau mạnh dần cấp 3, cấp 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Tin thủy văn, thủy triều trung bình, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều, mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,85 đến 1,05 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,95 đến 2,15 m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 0,9 đến 1,1 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,4 đến 1,6.